Thưa quý vị, phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư diễn ra vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn xung kích, tiên phong trong thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển các mô hình kinh tế mới, ngành nghề mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên góp phần thúc đẩy chuyển đổi nền kinh tế. Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chỉ ra 10 điểm sáng của ngành, trong đó nhấn mạnh Bộ đã phát triển hệ tư duy mới, tầm nhìn chiến lược mới về phát triển, phù hợp với thế và lực mới của đất nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với từng ngành, lĩnh vực và từng địa phương ở cả hiện tại và tương lai. Đặc biệt là trong đầu tư công đã nỗ lực khắc phục bằng được tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún, chia cắt, lợi ích cục bộ, để tập trung nguồn lực đầu tư các công trình dự án lớn, đường cao tốc, liên vùng, ven biển, các quả đấm thép cho đột phá hạ tầng của đất nước và các địa phương. Cắt giảm khoảng 12.000 dự án sử dụng ngân sách trung ương trong giai đoạn 2016-2020 mà xuống dưới 5.000 dự án trong giai đoạn 2021-2025 để tập trung đầu tư có trọng tâm trọng điểm những cái dự án quan trọng, đạt được cái mục tiêu 3.000 km đường cao tốc vào năm 2025. Và 5.000 km đường cao tốc vào năm 2030. Trong công tác quy hoạch, chúng ta đã kiên định kiên trì trình Quốc hội qua 3 kỳ họp để ban hành được luật quy hoạch, vận dụng hiệu quả cơ chế thị trường để loại bỏ hơn 3.000 cái quy hoạch sản phẩm các loại, rút loại bỏ hàng nghìn cái điều kiện kinh doanh và giấy phép con không phù hợp hoặc không còn cần thiết nữa. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả mà ngành kế hoạch và đầu tư đã đạt được trong năm 2023. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế, đồng thời yêu cầu Bộ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành kế hoạch và điều phối kinh tế vĩ mô, chủ động xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024 và thời gian tới, tích cực xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả 3 đột phá chiến lược, nhất là đột phá về đào tạo nguồn nhân lực. Năm nay cái bứt phá là phải tập trung vào cái đào tạo nguồn nhân lực, và trong đó có cái đào tạo nguồn nhân lực mà các ông chí đã đưa ra là đào tạo cho bằng được từ nay đến năm 2030 được 50-100.000 cái kỹ sư mà có chất lượng cao về cái ngành sản xuất chip bán dẫn. Ngoài ra thì còn cái đột phá về cái nguồn nhân lực chất lượng cao nói chung thì là giao cho Bộ Giáo dục Đào tạo các đồng chí làm, nhưng mà chúng ta phải làm cái đề án này, chúng ta phê duyệt được đề án này để chúng ta tập trung cho cái ngành mới nổi. Thì tôi đề nghị ngành kế hoạch đầu tư nắm nguồn lực của đất nước, đúng không? Rồi tham mưu sử dụng cái nguồn lực, rồi huy động cái nguồn lực này, thì các đồng chí tham mưu cho bố trí cái nguồn lực và sử dụng cái nguồn lực này cho nó có hiệu quả. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Chính phủ tặng các tập thể cá nhân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.